cấm đi đám ma nếu trong người đang có những bệnh này. Chào quý vị đến với chuyên mục Tâm Linh Huyền Bí trên kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Quý vị thân mến, có rất nhiều người khi đi đám ma về thường khởi phát bệnh hoặc bệnh trở nên trầm trọng hơn. Dân gian thường quan niệm, đám ma mang theo rất nhiều hơi lạnh và có những bệnh kiêng đi đám ma. Vậy đó là những bệnh nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu quý vị nhé! Hơi lạnh của đám ma là gì? Trước khi chia sẻ về những bệnh kiêng đi đám ma thì việc đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ đến cho các bạn về một khái niệm hơi lạnh. Vậy hơi lạnh là gì? Ông bà ta luôn nhắc nhở nhau về việc trong đám ma thường có hơi lạnh phát ra từ người chết. Bản chất của việc này là môi trường bị nhiễm khuẩn do xác chết phát tán. Kiêng kỵ hơi lạnh của người chết là một cơ sở có khoa học. Người chết có nhiệt độ cơ thể thấp hơn nhiều so với người bình thường. Khi chết đi, các vi khuẩn bám trên người phát tán ra không khí. Theo các nhà khoa học, mất khoảng 6 tiếng, cuộc di tản của vi khuẩn trên cơ thể người chết mới hoàn thành, nhường chỗ cho các vi khuẩn hoại sinh. Chính vì vậy, nhiều khuyến cáo đã chỉ ra nên khâm liệm người chết trước 6 tiếng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên có nhiều nhà vẫn giữ người chết ở trong nhà lâu hơn. Do tập tục, do chờ đợi con cái, do chờ đợi giờ đẹp. Hơi lạnh từ người chết phát ra ảnh hưởng xấu đến người có sức khỏe yếu và những người mắc các bệnh về xương khớp, bệnh mãn tính, gan, viêm nhiễm. Hơi lạnh ảnh hưởng đến mỗi người khác nhau và là hiện tượng có thật. Rất nhiều người bị ốm khi đi viếng đám ma hoặc khởi phát bệnh mà không hề hay biết. Chính vì vậy, việc kiêng kỵ hơi lạnh từ người chết là việc làm có cơ sở khoa học và với những người sau cần lưu ý, đặc biệt những bệnh kiêng đi đám ma. Những bệnh kiêng không nên tham dự đám tang dưới đây là tập hợp những bệnh kiêng đi đám ma. Nếu đang gặp một trong các bệnh hoặc trường hợp sau thì tốt nhất bạn không nên đi để tránh hậu quả khôn lường. Phụ nữ mang thai, trẻ em, người già không nên đến đám ma, đây là nhóm đầu tiên cần lưu ý. Vì nhóm này là nhóm rất dễ bị tổn thương và sức đề kháng yếu. Khi bị nhiễm lạnh, nguy cơ sảy thai, sinh non hoặc sức khỏe yếu đi trông thấy là những biểu hiện có thể gặp đối với nhóm này. Bên cạnh đó, đây cũng là nhóm người dễ bị ảnh hưởng bởi tâm lý thương xót cho người chết, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và cả thai nhi. Việc đau thương quá độ hoặc nhạy cảm sẽ sinh ra enzyme phản ứng ngược lại. Thông thường, khi nhà có tang, phụ nữ mang thai, trẻ em và người già yếu thường được chuyển đến nơi ít tiếp xúc nhất, phòng trường hợp nhiễm lạnh từ người chết hoặc từ người tiếp xúc gần với người chết. Nhóm người bị bệnh tim mạch, xương khớp mãn tính. Đây là nhóm người có bệnh kiêng đi đám ma. Nhóm này cần kiêng kỵ nhiễm lạnh, đặc biệt là đến những nhà người chết. Khi lễ tang, nghĩa địa, rất nhiều người mắc bệnh khi đi đám tang về các triệu chứng đau nhức, mỏi mệt xuất hiện. Nếu không chữa trị kịp thời và uống đúng thuốc, nguy cơ biến chứng và bệnh trở nặng hơn rất dễ gặp phải. Các bệnh về tim mạch, xương khớp mãn tính rất kỵ lạnh. Bệnh xương khớp khi gặp lạnh chưa thể ảnh hưởng đến tính mạng nhưng sẽ gây đau nhức, biến chứng, có thể dẫn đến khuyết tật. Người bị chó dại cắn, người bị chó cắn tuyệt nhiên không nên đến đám tang. Đã có trường hợp người bị chó dại cắn khi đi đám tang về đã phát dại không thể cứu chữa. Không chỉ nên tránh đám ma, người bị chó cắn cũng cần tiêm phòng cẩn thận dù con chó có bệnh dại hay không để phòng điều đáng tiếc có thể xảy ra trong tương lai. Bởi khi đã phát dại thì không thể chữa trị, do hiện nay y học chưa có phương thuốc hữu hiệu nào để chữa bệnh này cả. Người mắc bệnh ung thư mặc dù chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh người bị ung thư bị ảnh hưởng khi đi đám tang. Tuy nhiên trên thực tế, đã có rất nhiều người phát hiện hoặc bệnh trở nên di căn, trở nặng sau khi đi đám tang về. Chính vì những kinh nghiệm thực tế này mà người bị ung thư bị cấm đến đám tang để phòng những hậu họa không hay do đám ma người chết mang lại.
Trong các câu chuyện kể giữa xóm làng, không thiếu những câu chuyện đau lòng, có khi dẫn đến cái chết khi đi đám tang về. Theo nhiều nhà khoa học, không có bằng chứng nào chứng minh người bị ung thư tái phát hoặc di căn do đi đám ma, và cho đây là một nhầm lẫn tai hại và chỉ là trường hợp ngẫu nhiên. Vì vậy, việc đi đám ma khi đang mang trong mình bệnh ung thư hay không là quyết định của từng người. Tuy nhiên, nếu đi thì cần giữ sức khỏe tốt, tâm lý ổn định, không nên quá đau lòng sẽ gây tâm lý bất ổn, không tốt cho sức khỏe. Đau mắt, cảm mạo là một trong những bệnh kiêng đi đám ma. Nhóm người này cũng được khuyến cáo không nên tiếp xúc với hơi lạnh từ người chết vì dễ khiến bệnh tình trở nên trầm trọng hơn. Khi bị đau mắt, các bộ phận ở hốc mắt trở nên nhạy cảm hơn. Vi khuẩn phát ra từ cơ thể người chết sẽ tác động tiêu cực đến mắt, tạo ra sự viêm nhiễm nặng hơn. Những người bị cảm, bị ốm cũng cần chú ý vì lúc này, sức đề kháng của cơ thể rất yếu. Các vi khuẩn có hại xâm nhập sẽ làm cho cơ thể trở nên yếu hơn và vi khuẩn dễ dàng tấn công cơ thể. Đau ốm là một trong nhóm những bệnh kiêng đi đám ma là vì vậy. Bên cạnh việc tránh những nơi có nhiều vi khuẩn, người bệnh cũng cần chú ý đến việc vệ sinh vùng nhiễm trùng và có chế độ ăn uống hợp lý, tăng sức đề kháng để chống lại bệnh tật. Nên làm gì trước khi tham dự đám tang? Trong trường hợp bất đắc dĩ, cần phải đi đám ma, thì chúng ta nên làm gì để bảo vệ sức khỏe? Dân gian thường truyền tai nhau rất nhiều mẹo để xua đi khí lạnh và không bị nhiễm lạnh từ người chết. Một số cách phổ biến như trước khi đi đám tang, mang theo tỏi theo người. Dân gian cho rằng ma kỵ tỏi, vì thế thường mang theo người để trừ tà. Tuy nhiên, cũng có bằng chứng về việc tỏi có tính sát trùng cao, có thể tiêu diệt vi khuẩn, phòng nhiễm lạnh. Vỏ dập lá chuối hoặc lá trầu dán vào rốn hoặc xoa khắp cơ thể, hoặc xoa các cơ khớp với người mắc bệnh mãn tính về xương khớp. Uống một chút rượu để ấm người hoặc ngậm một lát gừng, pha trà gừng, pha chút quế chi, uống trước lúc đi. Đây là bài thuốc giải cảm và trấn phong tốt, đã được khoa học chứng minh tính hiệu quả. Sau khi đi đám tang về, nên đốt bổ kết để làm sạch không khí, trừ khuẩn tắm bằng nước lá xả và bưởi. Việc này không chỉ giúp cơ thể cảm thấy thoải mái hơn mà còn có tác dụng tiêu sưng, trừ hàn, tán khí. Người xưa cũng quan niệm lá bưởi, hương nhu, xả có tác dụng xua đuổi tà khí. Hơi lạnh từ đám ma giặt sạch quần áo, không mặc lại và giữ lâu bộ quần áo đi đám tang trên cơ thể. Trong đám tang đông đúc, chật chội và có nhiều vi khuẩn, các vi khuẩn bám vào quần áo. Việc giặt sạch quần áo có tác dụng tẩy sạch các loại vi khuẩn và giúp cơ thể không bị nhiễm các vi khuẩn bám trên đó. Không bồng bế trẻ em khi chưa tắm rửa và thay quần áo, tránh xa những người đang mang bệnh nặng. Nên uống các loại đồ uống nóng có tác dụng chống hàn khí như nước gừng hoặc bôi các loại dầu nóng để giải cảm. Như vậy, video đã chỉ ra rất nhiều những bệnh kiêng đi đám ma như xương khớp mãn tính, tim mạch, đau mắt. Ngoài những người đang đau ốm, thì trẻ em, người già và phụ nữ mang thai cũng nên hạn chế và tốt nhất không nên đi viếng đám ma hoặc chuyển đi khi nhà có người mất. Nhiều bệnh chưa được khoa học chứng minh nhưng thực tế đã gặp rất nhiều. Vì vậy chúng ta cần tránh để không gặp phải trường hợp đáng tiếc xảy ra. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video này. Nếu quý vị thấy video này hữu ích, đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh của chúng tôi. Hẹn gặp lại trong những video khác của chúng tôi. Chúc quý vị một ngày tốt lành và đầy ý nghĩa.